rồi tôi cảm ơn nè, đó bắt tay cái mới quý chứ không, mai mốt có hàng nữa bán cho em nữa mà hàng đẹp giống vậy nha. Dạ. Rồi em cảm ơn, quá đẹp luôn thằng nhé, giờ mua thêm con này luôn chứ đẹp anh. Quá đẹp đẹp đây, bịch ni lông mà nó có sạc cáp đồ đầy đủ ha, phím màu xanh luôn nè, sạc nè, chuột nè. Đó, ok, bây giờ hai anh em mình chốt giá đó, là bây giờ em sẽ test sơ cái ha. Đó, em test cỡ 10 phút nha. Xong rồi em gửi tiền. Rồi em qua quay cho mọi người xem cái máy này. Đây là iMac 24 inch nha mọi người. Đó, màu green này, màu xanh lá cực đẹp luôn. Phím cũng là màu xanh lá luôn mọi người thấy không? Con này thì nó là 7 GPU ha, RAM 8GB, ổ cứng 256GB. Cái con máy đẹp như thế này nè, anh chị thấy không? Phím đầy đủ luôn, chỉ có 19 củ rưỡi thôi. Cái giá đó là giá em vừa bán ra nha, đã bao gồm bảo hành 12 tháng nha anh chị. Dòng này á thì bảo hành 12 tháng rất là quan trọng, lý do cái màn hình này rất là đắt. Cái màn hình này không mà đã 11 12 triệu rồi. Thành thử là nếu mà mấy anh chị chọn á là phải chọn những nơi được bảo hành 12 tháng ha. Đó, đây, mỏng dính rồi anh chị thấy không? Đây là dòng iMac 24 inch ha, chip M1 của Apple á mọi người. Đây là dán ha. Đây, mặt lưng nè. Không tì vết luôn, thấy không? Thấy giấy táo không? Thấy logo giấy táo không? Đẳng cấp ha. Cái này mà mấy anh chị mua về đặt cho bàn làm việc, phòng giám đốc nào kia ha, phòng tiếp khách rồi đó, thì em Cường nói là nó sang dữ lắm luôn á. Không những mạnh ha, hiệu năng rất là ok mà còn sang nữa. Nó rất là mỏng. Trong đây bao gồm RAM nè, ổ cứng nè, CPU đầy đủ hết luôn. Phím và chuột là rời ha. Em Cường bán á 19 năm đã kèm bộ phím chuột này rồi. Luôn cái màn hình CPU